Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm những hình như thế này. Đôi lúc mình làm xong mình treo tường, đóng khung hoặc gì đó. Thì đấy là mình làm chủ đề mùa thu. Đó. Thì lý do là làm cái này khá nặng. Thành ra mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng công cụ để tạo ra được hình như thế này. Chứ nếu mà mình thao tác tất cả này á, thì nó sẽ khá nặng ấy. Ok. Với hình bên trái thì anh em lên trên mạng này, anh em search cho mình một số cái lá mùa thu như thế này. Đó, còn anh em làm xong thì có thể thực hành những bài như thế này nữa, đúng không? Đó. Học xong sẽ làm được những hình như thế này. Rồi. Và mình đã search và đã đoạt về dữ liệu như thế này rồi. Thì cách làm như sau. Đầu tiên anh em làm cho mình một cái background. Đó. Cái này mình định hướng thôi nha. Background này thì dễ thôi, đúng không? Anh em chọn vào gradient này, đúng không? Anh em chọn theo dạng hình tròn, đúng không? Và anh em kéo ra giữa, nhận chữ G đây, cầm đây kéo ra, đúng không? Thì mình có background. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai, anh em thấy này. Ở đây mình sẽ có một số cái lá và nó sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Cái nhìn cây này á, thì anh em lên trên mạng anh em gõ ra là nhiều lắm. Đó, anh em có thể chọn những cái những cây khác. Anh em có thể tô màu ngay. Đó, tô màu đen, màu đỏ gì đâu bình thường. Cái này thì dễ đúng không? Rồi, còn những cái này làm sao làm? Thì đầu tiên anh em sử dụng dòng công cụ này, Symbol sprayer tool. Thì mình sẽ sổ nhóm này ra như sau. Mình chọn vào đây này, thấy không? Mình chọn vào cái mũi tên ra đây, kích vô cái thì nó sẽ nằm trên này. Nhưng mà bây giờ làm sao sử dụng được nó? Thì đầu tiên mình chọn như thế này, nó sẽ không cho mình sử dụng. Vì nó bảo là mình phải chọn một cái symbol bên này mình mới sử dụng được. Nhưng mà symbol cái lá theo ý mình thì mình phải cầm mình nhìn mấy cái lá này này, mình kéo vào trong này và mình ok là mình đang tạo cho nó một cái symbol. Sau đó mình chọn cái đầu tiên, mình chọn symbol này, cái đầu tiên mình cứ kéo một á. Bạn phải thiết lập cho mình chút xíu này, nhấp đôi vào đấy. Bạn chọn chỗ này này, đi phân 4 chỗ này, bạn chọn đi phân cho nó, mình kéo ra cho nó một cách ngẫu nhiên, được chưa? Nhớ chọn đấy, đi phân nha. Đó. Ok. Cái này mình đã thiết lập sẵn rồi. Chứ bình thường nó sẽ nằm như thế này. Rồi. Sau đó mình sẽ chọn cái này. Một thì mình rẽ chuột này, mình kéo. Cái này khá nặng ngay. Rẽ chuột mình kéo, được chưa? Đó. Hai á, thì mình dít chắc như thế này, tùy mình thôi, được chưa? Và cái này chẳng qua mới kéo như thế này đấy. Đó, kéo nhẹ thôi chứ nhiều quá nó nặng đâu. Đó, bây giờ mình thấy này, nó sẽ đi một cách rất là trình tự. Bây giờ mình sẽ làm cho nó ngẫu nhiên hơn, thì mình sẽ chọn công cụ thứ hai này này. Mình sẽ kéo theo cái ý của mình. Đó, kéo to kéo nhỏ ý của mình. Xin phép anh em, mình kéo lại ít thôi nha. Kéo nhiều quá nó sẽ nặng. Mình sẽ kéo lại cái một đường thôi nha. To nhỏ thì mình cho cò đây to lên. Đó. Rồi. Mình sẽ chọn cả thứ hai, mình kéo to cái nhỏ chút. Rồi, đó, mình kéo di chuyển vị trí này, đúng không? Mình di chuyển vị trí cho nó phù hợp. Như trên này nè, mình uốn theo vị trí mình muốn. Mình theo dạng hình cái lá. Cái nó thành hình cái lá. Cái này khả năng anh em chú ý nha. À, cái này nó thiếu này thì mình thêm vào đấy, thêm vào đây chút xíu đó, thêm vào đây chút xíu đó, được chưa? Và bây giờ mình sẽ làm như vậy thôi chứ máy nó đỡ đỡ đó. Rồi tiếp theo mình chọn cả thứ ba. Cả thứ ba này làm gì? Là khi mình kích vào khoảng trống này nó sẽ tự có lại nha, kích vào khoảng trống nó sẽ tự có lại nữa. Đó. Cái thứ tư là mình sẽ cho nó lá lớn lá nhỏ đấy, bạn thấy không? Cái đối tượng to nhỏ nó ngẫu nhiên này, chỗ này thì nhỏ này, chỗ này thì bự này, thì kích vào nó sẽ bự ra. Đó. Rồi còn ví dụ mình cho nó nhỏ lại thì giữ Alt, phím Alt. Mình sẽ cho nó nhỏ lại. Đó, giữ Alt nó sẽ nhỏ lại nữa. Đó. Còn là kích vào đấy, và nó to này, đó, kích vào nó to này. Đó. Thấy to nhỏ chưa? Rồi tiếp theo cái này xoay. Mình thấy cái này này nó đang một chiều này, mình cầm mình xoay. Đó. Mình xoay. Được chưa? Rồi. Xoay vừa thôi, xoay gì kìa. Rồi. Tiếp theo phần này. Kích vào. Nó không có gì hết. Thực ra phần này là phần độ màu ngay. Bạn chọn một màu gì đó bạn độ vào ngay. Đó, bạn ví dụ chọn một màu màu đỏ đi, bạn độ vào, nhưng mà cái này đừng độ màu. Vì sao? Vì mình đã chọn những cái lá này rồi, mình đổi màu làm gì nữa, đúng không? Rồi cái tiếp theo mình sẽ làm cho một số hình là nó sẽ mơ lại. Ví dụ mình kích vào đây. Đó, bạn thấy nó mơ không? Đó. Bạn giữ Alt thì nó đầm lại ngay. Đó, ví dụ có một số chỗ mơ này đó, mơ ảo thôi. Và cho cái khoanh tròn nó nhẹ lại á, bằng cách mờ hoặc vuông. Khoanh tròn nó cho nó nhỏ lại này, đúng không? Thì bạn bấm mờ hoặc vuông. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em chỉ đến đấy thôi, đúng không? Thì cái này xong rồi á, bạn ghép sao, uốn sao cho nó đẹp đi, uốn sao theo ý mình đấy. Bạn xem này. Ở ngoài này bạn có thể uốn theo những gì mình muốn đấy. Nó cũng có mơ, có đầm, có nhạt nữa, đúng không? Đấy. Rồi sau đó bạn gắn chữ nó vào, thứ tin như đó, hoặc là thêm bầu trời đây sao, hoặc là bạn thêm ảnh đen mặt trời đâu chiếu vào hay gì đó, tùy anh em thôi nha. Như đấy nó có một số cái mặt trời đấy, anh em cho chiếu vào. Rồi thì đây là cái phần ở bên trái. Bài này chủ yếu mình học nhóm công cụ này nhé. Đó. Rồi xong rồi mình xóa này. Rồi bài tới mình sẽ chỉ anh em làm như bên phải này. Xin chào anh em nhớ theo dõi bài này nhé. Anh em nhớ like, share, comment. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ kênh. Xin cảm ơn.